rất vui được chào đón anh chị em quay lại với kênh YouTube và Facebook của Hoàng Nam Audio. Hôm nay em xin test 3 sản phẩm cho 3 anh trai. Một anh trai từ lấy một em lâng tiếng idol IP 100. Anh này thì ở Mỹ Đình, Hà Nội. Một anh trai ở dưới Hà Lam đặt em một em vang thương hiệu Amex và có model CR77S. Và một anh trai ở trong Quảng Ngãi đặt em một em mâm ni Pioler và có model là SA8800. Ba anh đã đăng ký kênh của em thì vui lòng xem và nhận hàng giúp em. Chiều nay em sẽ đóng gói và gửi cho các anh. Đây, em sẽ quay qua góc cạnh của em mâm ni cho anh ở trong Quảng Ngãi trước. SA8800 nhé. Còn hai sản phẩm kia thì là full hộp, hàng mới tinh thì không có gì phải bàn cãi cả, vì bây giờ là đang test qua rồi. Em đã set up sẵn cái tiếng mic nhá. Anh chị em nào mà muốn nghe nhẹ nhiều nhẹ ít thì có thể là điều chỉnh lại thôi, mà tiếng mic em đã set sẵn rồi. Bạn không nên chủ quan với em này thì có thể là kết nối được Bluetooth và AUX. Em đang kết nối Bluetooth với một em điện thoại ngồi đây. Bây giờ em lại kết nối với AUX cũng với một điện thoại cắm bên này. Đó, đây là chạy hai cổng kết nối Bluetooth. Còn lâng tiếng thì em cũng đã chỉnh qua rồi. Rất cảm ơn ba anh trai đã đặt hàng và ủng hộ shop cho ngày hôm nay. Anh chị em nào mà quan tâm đến các cái thiết bị audio, nghe nhạc cũng như karaoke thì có thể liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0981 956 486, giúp em. Bên em ship hàng toàn quốc khi có cọc anh em nhé. Em sẽ thử qua cái tiếng mic cho anh trai dưới Hà Lam nghe. Lê đây, em sẽ chỉnh lại một chút xíu cái tiếng nhẹ. Lê 1 2 1 2 6 7. Đây, thử test cái tính năng qua lâng tiếng. Anh em nghe cùng nghe nhá. Đấy, ấn nút in out của chữ bypass này là mất tính năng. Cái dàn núm này là không hiệu chỉnh được anh em nhé. Đó, ấn. Anh em nghe tiếng bass lặng không ạ? Tôi ở đơn vị đây. Còn tính năng Bluetooth của em vang này thì anh em ấn vào đây. Đây, đang nhạc không lời. Đấy, còn muốn nghe qua đường AUX thì ấn vào đây. Ok. Còn em Omni này thì nó rất nhiều các cái cổng kết nối như anh trai ở trong Quảng Ngãi giúp em. Nhìn này, em đang sử dụng cái cổng AUX về anh cắm vào đường AUX hoặc tuner. Nếu anh dùng tuner thì anh vặn về hướng tuner cho em, còn không thì cứ để AUX. Mọi tính năng thì em đã test hết rồi và gửi chi tiết cho các bác rồi. Bây giờ chỉ test qua lại trước khi đóng gói là góc cạnh là rất là ok anh em nhé. Anh nhận hàng có thể kiểm tra. Đây, tính năng test pad. Anh chị này em nào đang xem video thì chưa đăng ký kênh thì vui lòng nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ em có thêm các cái động lực để em làm nhiều các video mới để được cập nhật đến anh em. Một lần nữa, Hoàng Nam Audio xin cảm ơn ba anh khách đã ủng hộ shop. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chào các bác.